Đến đầu tháng 7, cùng với nhiều ngư dân chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương, ngư dân Lê Văn Ngọt ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đã đi được 4 chuyến biển. Trong 4 chuyến, 2 chuyến lỗ, 1 chuyến hòa vốn và 1 chuyến lãi thấp. Riêng chiếc tàu công suất lớn của gia đình đi cả 2 chuyến thì cả 2 đều bị lỗ vốn. Chiếc tàu lớn của anh á, chiếc 96839 á, là từ hôm Tết giờ anh đi chỉ có 2 chuyến biển 4 tháng. Tại vì ra làm hiệu quả kinh tế không có đủ tổn, cho nên buộc phải tìm tàu gửi cá vô để ở lại ráng làm tháng thứ 2 để kiếm kinh phí tổn để mở biển tiếp. Tương tự, chị Phú Thị Thanh Nga cho biết, chuyến biển gần đây nhất, tàu cá gia đình chỉ đánh bắt được 9 con cá ngừ đại dương, sản lượng quá thấp, lỗ vốn, bạn thuyền không mặn mà đi biển, gia đình chị chọn cách kéo tàu lên để sửa chữa. Có 2 lèo, còn 2 lèo đủ trông chạy, lèo để do có 9 con cá thôi. Dạ, lèo để 9 con cho là 25 triệu. Bây giờ đây là không đi nữa, ở nhà chờ kéo ghe mà chỗ bãi thì chặt quá kéo không được. Cứ tấu ngày ra vô thêm chân đỡ chờ trống thì kêu ghi. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên, 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt 2.840 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng này tập trung chủ yếu ở những chuyến đi biển đầu năm. Từ tháng 5 đến nay, sản lượng cá ngừ sụt giảm mạnh. Trong khi đó, các chương trình năng lực khai thác, bảo quản sản phẩm cá ngừ trên tàu cá gần như do ngư dân tự bơi, dẫn đến chất lượng cá ngừ Phú Yên vẫn ở mức thấp, giá trị vì vậy không cao. Thì Bộ Nông nghiệp mà phối hợp với này Ủy ban tỉnh Phú Yên để chúng ta bàn những cái giải pháp phát triển một cách toàn diện thì thủy sản của Phú Yên, tới đây chúng ta sẽ không tăng tàu cá mà thậm chí phải giảm tàu cá xuống. Và chúng ta giảm sản lượng khai thác một cách bền vững. Nhưng chúng ta phải tăng chất lượng và tăng cái giá trị lên bằng cách là chúng ta bảo quản và chúng ta chế biến và nhiều cái sản phẩm giá trị gia tăng để chúng ta nâng cái giá trị của cái hải sản khai thác lên. Với đội tàu xa bờ lên đến gần 1.000 chiếc, việc nâng cao hiệu quả chuyến đi biển không chỉ là câu chuyện cuộc sống của ngư dân mà nó còn là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh và bảo vệ chủ quyền từ những đội tàu xa bờ. Chừng nào ngư dân còn gặp khó khăn, thì chừng đó các mục tiêu về nâng cao giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ chưa bền vững.